mến, chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Chuyện làng quê. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát sóng hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những phần ngoại truyện của bộ truyện dài Những đôi cánh thiên thần, tác giả Anthony Phoenix qua giọng đọc Hồng Lan. Ngoại truyện phần 1: Bí mật dần hé lộ. Ái Lan sang Angier làm bí thư thứ hai, phụ trách mảng liên hệ với Việt Kiều. Việt Kiều ở đây không nhiều, mà đa phần là phụ nữ. Gọi là đa phần, chứ nam giới thì chính xác chỉ có đúng một nam thanh niên thuần Việt, còn lại là con lai. Những người phụ nữ Việt Nam ở đây, chủ yếu họ lấy chồng người Algeria, từng là lính trong đội quân Lê Dương của Pháp, bị quân ta bắt làm tù binh. Sở dĩ có thanh niên thuần Việt đó là vì bà mẹ trước khi lấy người lính, anh Jerry thì đã có bầu được một, hai tháng mà không biết. Công việc không nhiều, nhưng Ái Lan còn nhiệm vụ quan trọng hơn nữa là phải đưa con trai Hoài Anh đến trường mẫu giáo, rồi đến chiều lại đón con về nhà. Tài không giúp được cho vợ một chút nào vì anh thường xuyên đi sớm về muộn. Anh là người làm việc rất có trách nhiệm, đúng giờ. Và anh còn kiêm công việc phụ trách đoàn nữa, nên rất bận rộn. Anh luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được sao. Ai Lan đã giải thích cho Tài nhiều lần rằng, không phải nhiệm vụ cao cả gì đâu, mà đơn giản là bố mẹ vợ anh đã từng không đồng ý nhận anh làm con rẻ. Họ đã tìm cách đẩy anh sang Bắc Phi đấy. Tài không tin, không bao giờ anh tin dù đó là sự thật. Em toàn nói linh tinh thôi bố em làm việc với anh mấy lần rồi anh thấy ông rất quý mến và đánh giá anh rất cao ông nói quân đội họ rất cần những người lính như anh đất nước rất cần những người như anh anh rất tin tưởng bố em tướng hoàng không bao giờ làm những chuyện như vậy mẹ em cũng rất tốt bà là một giáo viên cơ mà đúng là bố em rất quý anh mẹ em cũng rất quý anh bố em đánh giá anh rất cao và ông nói không sai quân đội cần những người lính như anh, đất nước cần những người như anh. Anh chẳng hiểu gì cả, em nói mà anh nghe không logic tí nào, cứ sai sai làm sao ấy. Anh đúng là người ngoài hành tinh. Chính vì thế nên anh không hiểu được những chuyện của con người trên trái đất này đâu. Họ đánh giá yếu điểm lớn nhất của anh là lòng tốt. Em đã hứa khắc phục yếu điểm này để anh trở thành chàng rể hoàn hảo nhưng có lẽ khó mà thành công được một hôm tài vô tình thấy ái lan có một hộp nhựa nhỏ nhiều ngăn tò mò anh mở ra thì thấy có bốn gói giấy nhỏ được đánh số rất cẩn thận trong các gói đó chỉ toàn tóc thôi lạ quá anh hỏi ái lan em mang bốn gói tóc này sang làm gì thế đúng rồi anh nhắc đến những gói tóc thì em mới nhớ ra ở Algeria có điều kiện. Anh đem đến bệnh viện thử ADN để xác định huyết thống đi. Lại còn chuyện gì nữa đây, Ai Lan? Em nghi mấy anh em nhà em không phải con của bố mẹ em à? Không phải, mà em nghi anh không phải là con của bố mẹ anh. Em nói linh tình cái gì thế? Anh rất giống mấy đứa em của anh, nhất là lại giống mấy ông chú ruột của anh. Cho nên anh phải là con của bố anh rồi còn mẹ anh thì bà quý anh lắm vậy đương nhiên anh phải là con của mẹ anh rồi thử làm gì nữa đã rõ như ban ngày ban mặt rồi thì thử làm gì cho tốn tiền và tốn thời gian nhưng em thấy lạ lắm anh là người giỏi giang tốt bụng mà sao bố anh lại ghét anh đến thế sao cả bà chị anh và mấy đứa em của anh nó cũng ghét anh thế anh sẽ dùng lòng tốt cảm hóa trước sau mọi người cũng sẽ quý anh thôi. Em không tin, cách làm của anh là đúng đắn. Anh cứ đi thử ADN cho em đỡ thắc mắc, chứ có vấn đề mà mình không có lời giải thích thì nghe cũng không ổn anh à. Nhất định là em sai, anh là con của bố mẹ anh sinh ra, ta đánh cược nhé. Ok, cược thế nào đây anh? Em thua thì em phải về ở dưới đơn vị ở với anh, hàng ngày em đi làm bằng xe buýt. Còn anh thua thì anh về sứ quán ở hẳn với em. Hàng ngày đi làm bằng gì tùy anh. Ai thắng cũng tốt. Chứ như hiện tại thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm thì ngủ tại chỗ em. Cuối tuần lại về căn hộ của anh dưới đơn vị. Nghe cũng không được hợp lý lắm. Thế đúng gọi là win-win. Mai anh đi thử luôn đi. Hai gói số một là tóc của mẹ anh hai gói số 2 là tóc của anh và bố anh. Em chuẩn bị như thế cho nó chắc. Tới ngày thứ hai đầu tuần, Tài đem hai mẫu tóc đi thử cho nó vui thôi. Chứ anh biết mình chắc 100% rồi. Bệnh viện họ làm ở đây cũng lề mề, Phải đến 10 ngày sau mới có kết quả. Tài lái xe chở Ái Lan đi lấy kết quả. Anh không mảnh may quan tâm mà đưa luôn phong bì kết quả cho Ái Lan xem. Ái Lan xem xong thì phát hoảng. Vì cả hai vợ chồng không ai thắng ai cả. Thế nào Ái Lan? Thua rồi nên không nói được câu gì đúng không? Anh đã nói ngay từ đầu rồi mà. Đừng thử làm gì. Phí tiền đúng không em? Ái Lan vẫn chết lặng người. Không biết phải nói thế nào đây? Nó ngoài trí tưởng tượng của mọi người. Ngoại trừ ông cảnh sao thế em thua cũng có sao đâu cứ nói một câu là em hay nghĩ lung tung là xong anh không thắng nhưng em cũng không thắng em không thể giải thích nổi quá bất ngờ tài phanh xe và lái xe tạt vào vỉa hè anh vội lấy phong bì ra để xem kết quả không không thể nào như vậy được nhất định kết quả này là sai anh có thể không phải là con của bố anh thì còn tạm tạm có lý. Chứ kết quả anh là con của bố anh mà không phải con mẹ anh thì họ sai 100% rồi còn gì. Anh bình tĩnh đã nào. Ta phải tin vào kết quả phân tích, tin vào máy móc chứ. Một là ta quay lại bệnh viện thắc mắc, hai là em còn hai mẫu nữa, ta đi thử kiểm tra một lần nữa đi anh. Lại phải đợi thêm 10 ngày nữa. Nhưng kết quả vẫn không thay đổi chút nào. Cả Tài và Ái Lan đều đau đầu suy nghĩ, giải một bài toán rất khó. Sau rất nhiều ngày suy nghĩ, Tài và Ái Lan đưa ra một tình huống rất hì hữu. Là bà Tư đi đẻ trong bệnh viện bên Tân Đảo và đã bị trả nhầm con. Nhầm con trong cái thủa ấy cũng là chuyện khá dễ hiểu. Nhưng đã nhầm thì sao anh lại là con của bố anh chẳng nhẽ anh là con riêng của bố anh mà mẹ anh chỉ nhận về nuôi từ hồi còn rất bé à rất vô lý nếu vậy thì bố anh phải quý anh còn mẹ anh sẽ không quý anh chứ đằng này thì ngược lại là sao hơn nữa mẹ anh đẻ rất nhiều con chứ có phải mẹ anh không biết đẻ đâu anh chịu rồi không thể giải thích được Tất nhiên, vẫn còn một khả năng này nữa. Đúng hôm mẹ anh đi đẻ, còn có một người Việt hay người gốc Á nào đó cũng sinh con. Người này là bồ của bố anh. Hai đứa trẻ sinh ra giống nhau y hệt, cho nên người ta đã đưa nhầm con. Vậy thì, anh phải có một người anh em bên tân đảo rất giống anh, sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với anh. Thôi em ạ, à, ta nên giữ kín việc này anh không muốn làm mẹ anh đau khổ. Nhưng cũng có cái may là người vẫn còn. Người mẹ thật sự đẻ ra anh hiện nay chắc còn sống bên Tân Đảo. Người anh em của anh bên Tân Đảo chắc sướng hơn anh nhiều. Anh vẫn có hy vọng tìm được người anh em cùng bố khác mẹ cùng ngày tháng năm sinh ở Tân Đảo. Rất khó, mà anh không muốn đổi mẹ anh lấy một bà mẹ khác đâu. Tất cả các tính cách của anh giống mẹ anh như hệt. Thôi, cứ để quá khứ này chìm trong dĩ vãng đi. Đừng để mẹ anh phải đau khổ thêm nhé. Vâng anh, như vậy là không ai thắng ai, cũng không ai thua ai. Thôi ta cứ vẫn như cũ. Cuối tuần em và con sẽ xuống ở cùng với anh ở đơn vị. Kể ra cũng lạ. Đáng nhẽ, tài phải được bố anh quý nhất và bị mẹ anh ghét nhất nhưng đời nó cứ ngược lại. Tài và Ái Lan cũng chẳng phải biết làm thế nào. Phần 2 Bay trên bầu trời Bắc Phi Hai vợ chồng Tài và Ái Lan cùng con trai Hoài Anh sống những ngày tháng hạnh phúc nhất tại Bắc Phi. Những người lính trong đoàn của Tài ai cũng học theo gương của xếp Tài, làm việc và học tập hết mình sau sự cố tất thắng tài không còn phải nhắc nhở các bạn trẻ trong quan hệ với những cô gái địa phương nữa cả nhóm có thể thiết kế được những thiết bị khá tinh xảo trong chế áp điện tử các bạn phía liên xô thì cũng tin tưởng đoàn tuyệt đối những tài liệu đánh dấu mật mà họ vẫn có thể mượn được những buổi chiều cuối tuần hai vợ chồng nhà tài ái lan hay đem con trai ra biển địa trung hải nghỉ mát và tắm biển biển nước ở đây xanh thẫm, sóng tiếp sóng nhẹ du bờ cát. Chim biển ở đây khá dạn dĩ với con người, chúng bơi bồng bềnh ngay trên sát những người tắm biển mà không sợ sệt gì hết. Một hôm đang ngồi trên bờ biển dưới bóng cây trà là, thì có một đôi chim biển lượn ngay trên đầu tài và ái lan. Nhìn đôi chim bay lượn, ái lan lại nghĩ ngay về những đôi cánh thiên thần. Cô nói. Giá như Ta được bay như những cánh chim thì sung sướng biết bao. Em lại thích bay quá rồi anh ạ. À. Em thích bay hay thích tập lái? Thực ra em chưa tự tin lắm. Em toàn lái trên simulator thôi. Em muốn học lái trực tiếp trên máy bay thành thạo cơ. Vậy thì em còn phải luyện tập nhảy dù, luyện lái máy bay bà già cho thật tốt rồi mới lái máy bay tiêm kích. Thích thì thích vậy thôi. Chứ ở đây thì không có hy vọng, không có phương tiện đâu. Một thoáng suy nghĩ, tài nhớ đến thiếu tá Hassan, người mà anh và Ailan đã gặp vài lần ở học viện hàng không Dukov. Tất nhiên là cuộc gặp tình cờ lần trước ở Angio không lấy gì làm vui vẻ lắm. Anh nghĩ ra rồi, ở đây có một người quen chúng ta, may ra anh ta có thể giúp em luyện tập để có thể bay được. Ai thế anh? ở Bắc Phi mà ta cũng tìm được người quen quý hóa quá. Ai hả anh? Anh làm em sốt ruột quá. Em có nhớ thiếu tá Hassan, học viên bên học viện Zucop không? Người mà ta đã gặp lần đầu khi dẫn em sang bên đó sử dụng simulator. Em nhớ không? Em nhớ rồi. Có phải cái anh cao gần 2 mét, trắng trẻo chứ không đen như những người Châu Phi khác, đúng không anh? Làm sao lại tìm được Hassan ở đây? Đúng anh ấy đấy anh đã gặp lại thiếu tá hassan trong tình cảnh éo le em có nhớ cái vụ tất thắng không anh ta đã ngủ với cô vợ có chồng người algeria cô gái ấy chính là vợ của hassan đấy cũng chính nhờ hassan mà tất thắng không bị người ta xẻo mất cái đó nhưng như vậy khi ta gặp hassan lại gợi cho anh ấy những kỷ niệm buồn đau thôi anh ạ em chưa hiểu về đạo hồi lắm ở đây là chế độ đa thê. Chắc Hà San đã có nhiều vợ. Cái cô vợ lằng nhằng với tất thắng. Có lẽ cô ta ngủ rất ít hoặc không ngủ tí nào với Hà San cho nên mới thiếu thốn như vậy. Anh đã ngồi uống bia và nói chuyện với Hà San rồi. Anh ta rất quý mến người Việt Nam. Hơn nữa nhà Hà San cũng gần đây thôi. Hôm nay lại là chủ nhật chắc có lẽ anh ấy ở nhà. Thế thì ta đến nhà Hà San luôn bây giờ được không anh? Cũng được cả nhà Tài và Ái Lan và cháu Hoài Anh quyết định đến nhà thăm Ha San mà không báo trước. Tài để Ái Lan vào nhà trước, hai bố con vào sau xem Ha San có nhận ra không. Chào anh Ha San, chào thiếu tá Ha San. San ngỡ ngàng, không biết chuyện gì xảy ra. Ha San nghĩ lại xem chuyện làm việc với Tất Thắng, anh có làm gì sai đâu mà hôm nay lại có cán bộ người việt nam đến tận nhà thế này nhưng hà san cũng bình tĩnh lại ngay vì nghe thấy câu chào bằng tiếng nga hà san vẫn chưa biết lý giải ra sao thì ái lan nói tiếp anh không định mời em ngồi à hồi ở học viện du cốp anh lịch sự và nịnh đầm giỏi lắm cơ mà anh nhận ra rồi em chính là bông hồng việt nam trong nhóm angelo đúng không có đúng là ái lan không cơn gió nào đã đưa em đến miền bắc phi nắng cháy thế này cơn gió ấy đang đứng trước cửa nhà anh kia kìa ô chào tai bế cháu vào nhà đi bạn các cậu thành vợ chồng từ bao giờ mà không cho tớ biết tớ mừng hụt cứ ngỡ ai lan đang còn tự do cơ hassan sao cậu tham thế đã có mấy bà vợ dùng không hết rồi lại còn thích có một cô vợ người việt nam nữa đàn ông mà ai chả thế lòng vả cũng như lòng sung mà đúng là tớ cũng có lỗi với cô vợ thứ hai của tớ tớ không quan tâm đúng mức thành ra nó mới đi ngủ với thằng tất thắng thằng tất thắng nó suýt nữa đã là em rẻ của ái lan rồi đấy may mà tớ phản ứng kịp nên mới giúp được cô mai em gái của ái lan thoát hiểm ái lan à hay là để ha san này làm em rẻ vợ chồng Ái Lan có được không? Anh Hà San ơi, không được rồi. ở Việt Nam pháp luật quy định chỉ có một chồng một vợ thôi. mà anh hiện tại có mấy bà vợ rồi. Anh từng có bốn vợ. nay anh đã trả cô vợ đã ngủ với thằng Tất Thắng về nơi sản xuất rồi. anh tham quá. mà tất cả đàn ông ở Algeria tham quá. thật thương hại cho những phụ nữ ở đây khi cần chồng thì không có. Các anh phải cải cách thành chế độ một vợ, một chồng thôi, chứ để thế này bất công quá. Anh không ủng hộ cải cách. Nói vậy thôi, hôm nay hai bạn đến chơi hay có việc gì không? Đến chơi cũng không được hay sao hả San? Tài nói. Được quá đi chứ, hôm nay hai bạn là thượng khách của tớ nhé một bữa tiệc long trọng đãi khách tại nhà hassan được tổ chức thức ăn chủ yếu là đồ biển và rượu mạnh rượu uống mới được vài tuần thì hassan đã nói người ả rập chúng tớ thẳng như ruột ngựa chứ không rào trước đón sau như người á đông các bạn đâu tớ không tin là hai bạn chỉ đến chơi thăm anh phi công cùng học ở học viện dukop ra đâu các bạn có việc gì thì cứ nói ra tớ giúp được là giúp ngay, còn không tớ cũng từ chối ngay. Thực sự chúng tớ đang đi dạo chơi trên bờ biển, tự nhiên Ái Lan nghĩ đến chuyện muốn bay, thế nên tớ nghĩ đến cậu luôn, Hassan à. Có nghĩa là hai bạn thích được bay, khó đấy nhưng tớ sẽ cố gắng. Cũng nói trước với các bạn là những máy bay của chúng tớ không thật chuẩn lắm. Vậy đầu tiên là phải thành thạo việc nhảy dù. Nhỡ khi máy bay có vấn đề thì còn biết cách mà thoát thân chứ. Ok, các cậu có những loại máy bay gì? Chủ yếu là MiG-21, MiG-23 và một ít cường kích Su-2425. Những chiếc MiG có cải tiến gì không hay vẫn nguyên bản? Chẳng có cải tiến gì cả, chỉ có cải lùi thôi. Cùng với thời gian, nó cũ và lạc hậu đi. Ở Ấn Độ, họ nâng cấp MiG-21 thành mig Bison khá thành công Tớ có ý tưởng thế này, cậu thử đề nghị thượng cấp cải tiến ống phụt hai chiều thành ống phụt bốn hướng xem sao. Với những ống phụt đó, máy bay cơ động hơn, rất thích hợp với không chiến loại túp gan. Tớ sẽ cung cấp bản vẽ cho các bạn. Tớ sẵn sàng chia sẻ những kiến thức mình biết cho các bạn. Tất nhiên, là phải có kỹ sư hàng không học ở Nga về nữa. Chứ không thì vốn tiếng Pháp của tớ chưa chắc đủ để làm việc đâu. Ok, sáng thứ bảy các bạn ra sân bay Quân sự tớ sẽ kiểm tra trình độ nhảy dù, còn tài chuẩn bị thời gian để làm việc với chúng tớ nhé. đúng như đã hẹn, sáng thứ bảy tuần sau, Hassan có mặt tại sân bay quân sự và đã hướng dẫn lại cho tài, Ái Lan cách nhảy dù. nhảy thử tới 5 lần rồi, mà cả tài và Ái Lan đều thành công, không bao giờ tiếp đất ngoài vòng tròn cả. hàng tuần Tài bố trí hai buổi làm việc trong dự án ống phụt đa chiều. Và đến thứ Bảy, Chủ nhật, là Tài và Ái Lan lại đến sân bay tập bay MiG-21, tha hồ ngắm biển địa Trung Hải. Những đôi cánh thiên thần lại có dịp tung bay trên bầu trời Bắc Phi. Phần 3. Gia đình Tài về nước Có lệnh từ Bộ Quốc phòng, tướng Trung trực tiếp điện sang gọi đoàn trưởng Tài và một đoàn phó về nước để báo cáo những công việc sáng tạo của đoàn cùng với những tài liệu thu thập được. Sau khi họp bàn với hai đoàn phó và nhóm nghiên cứu sâu, mọi người thống nhất ngoài tài gia thì người báo cáo những tài liệu thu thập được không ai tốt bằng đoàn phó văn. Còn về Ái Lan, cô đã thực hiện được bay gần 100 giờ trên nhiều loại máy bay, từ trực thăng, máy bay bà già đến MiG-21. Ái Lan đang hào hứng chờ đợi lái những chiếc máy bay tiêm kích với ống phụt nhiều hướng. Khi Ái Lan biết được tin Tài có lệnh phải bay về Việt Nam, thì cô cũng bỏ tất cả, tìm cách bay về nước cùng Tài. Ái Lan à, anh về nước, xong việc là anh sang ngay, đường xá xa, xa xôi, con trai Hoài anh thì còn nhỏ, đi lại vất vả lắm, em về làm gì? Em phải về để bảo vệ chồng em chứ. Em nói cái gì? Em bảo vệ anh, anh không bảo vệ em thì thôi chứ có khi nào anh sức dài vai rộng thế này lại phải nhờ một phụ nữ chân yếu tay mềm như em bảo vệ nghe thì cũng ngược đời đấy đúng là ở đây ở ngoài xã hội thì em được anh che chở nhưng ở việt nam lại khác ở đây ở nhà anh hay ở nhà em anh đều bị thua thiệt với người nhà thì thua thiệt một chút có sao đâu nói chung mọi người đều quý anh cả mà nhưng anh ơi mọi người đối xử với anh rất bất công em không thể chịu được thế mà anh thì cứ coi như không có chuyện gì xảy ra không biết phải giải thích với anh thế nào đây đây là yếu điểm lớn nhất của anh em đã hứa với bố em là sẽ giúp đỡ anh khắc phục yếu điểm này vậy mà khó quá anh không có yếu điểm lắm đâu em thấy đấy anh vẫn giải quyết mọi việc ổn thỏa anh luôn luôn học tập lao động chuyên cần kiếm tiền cho mình và cho cả nhóm team của mình rất giỏi như vậy mà không đủ sao em có lẽ yếu điểm của anh là không thích dưỡng bát thôi đúng không sai nhưng yếu điểm của anh là dư thừa lòng tốt anh không hiểu em nói gì cả chẳng biết giải thích thế nào cho anh hiểu thôi em đành phải nói thẳng ra vậy anh sang châu phi là vì bố vợ của anh không muốn thông gia với ông bố của anh nên đã đẩy anh sang đây để anh không cưới được con gái của ông ấy. Không đời nào, tướng Hoàng không bao giờ làm như thế. Còn bà mẹ vợ của anh đã kiếm được một thằng vô lại đến tán vợ anh nhưng không tán được, nó quay sang tán em vợ anh đấy. Anh biết thằng đó mà. Chính cái thằng mà anh đã cứu không phải cắt đi cái của quý ấy thắng. Anh không tin đâu. Đấy là chuyện bên nhà em, còn chuyện bên nhà anh có lẽ còn nhiều người đối với anh rất tệ bạc nữa. Chuyện này lý giải là tính bố anh hay lăng nhăng và ông ấy cũng nghĩ bậy cho bà vợ tội nghiệp của mình lăng nhăng. Bởi vậy nên ông ghét cay ghét đắng đứa con do vợ mình đẻ ra, nhưng sự thật lại chớ trêu vì anh chính là con riêng của bố anh. Mặc dù mình đã có thử ADN nhưng anh không muốn tin vào kết quả đó. Tùy anh thôi. Ái Lan phải xin phép mãi mới được sứ quán cho nghỉ phép. Cô xin nghỉ luôn cả những ngày nghỉ của năm sau với lý do đường xá xa xôi và con mọn. Ái Lan có ý định là muốn cả nhà trong dịp này sẽ bay xuống Novosibirsk thăm bố mẹ nuôi và cậu con nuôi Oleg. Nhưng kế hoạch này của Ái Lan không thực hiện được vì lệnh của tướng Trung là tài phải về ngay báo cáo gấp. Có vé máy bay rồi, cả gia đình tài cùng văn bay ngay không kịp báo cho ai ra sân bay đón. Kẻ ra cũng không cần thiết lắm vì đã có xe ô tô của đơn vị ra đón rồi. Sau gần một ngày một đêm ngồi trên máy bay, cuối cùng họ cũng đã hạ cánh an toàn xuống sân bay nội bài. Xe ô tô đơn vị ra đón đưa Văn về nhà trước, rồi đưa cả gia đình Tài về ngõ Hạ Hồi. Bà Tư mừng quính lên. Bất ngờ quá, bà Tư ôm hôn thắm thiết con trai, con dâu và cháu đích tôn mãi không thôi. Nhưng bất ngờ hơn là ông Cảnh từ trên tầng 2 đi xuống, không tỏ ra mừng rỡ mà ông nào còn lại nói những câu không một chút tình cảm gì. Anh chị về nhà không báo trước, hôm nay tôi đã chót hẹn mấy người bạn đến đánh tổ tôm rồi. Họ đánh bài tới khuya rồi ngủ lại. Vậy thì ngủ vào đâu? Hay là anh chị về nhà ngoại giàu có mà ở tạm Hoặc đi khách sạn mấy hôm nữa hãy về Ái Lan giật tím mặt Cô định làm loạn lên Nhưng lại thôi Cô chờ xem ông chồng của cô phản ứng như thế nào Đúng là người từ trên trời rơi xuống Tài không nói gì Mà để vợ con ở lại Rồi vội vàng lên xe ô tô Anh lệnh cho tài xế chạy thẳng về cơ quan Thấy Tài vừa xuống máy bay mà đã vội đến cơ quan ngay, tướng Trung ngạc nhiên hỏi. Sao nhiệt tình thế cháu? Hai ba hôm nữa đến báo cáo cũng được cơ mà. Cháu chào chú, cháu không định đến báo cáo, mà chỉ đến hỏi chú xem cơ quan có phân nhà cho cháu không ạ? À? Sao lại không? Chú cũng nghĩ là cháu cần nhà nên đã báo cáo. Cấp trên quyết định cấp nhà cho cháu. Hôm nay chú đã cho người đến quét dọn tinh tươm lắm rồi. Đây là địa chỉ nhà và chìa khóa nhà. Cháu đưa xe về cất vali rồi vào ngay bệnh viện thăm bố cháu. Bố cháu bị cấp cứu đã 5-6 ngày rồi đấy. Chú, bố cháu bị làm sao? Tình hình sức khỏe bây giờ ra sao à? Tài hỏi dồn dập Bố cháu bị đột quỵ nhưng đã qua được cơn nguy kịch rồi. Tài nhanh chóng mang đồ về căn hộ được phân, gồm hai phòng không lớn nhưng rất đẹp. Hàng hóa đồ đạc cho vào nhà xong, ô tô đưa Tài về ngõ hạo hồi đón hai mẹ con Ái Lan xong họ đến quân y viện 108, nơi ông Hoàng nhập viện. Bà Phượng đang chăm sóc ông Hoàng trong bệnh viện, thấy cả nhà ái lan về. Bà mừng lắm nhưng vẫn trách con. Sao các con về mà không báo cho ai ra đón? Dạ, anh Tài phải về đột xuất để báo cáo gấp. Chúng con không kịp làm gì cả. Tình hình sức khỏe của bố thế nào rồi à? Con chào mẹ. Chúng con muốn vào thăm bố một chút, có được không ạ? À? Tài nói. Bố con đã qua cơn nguy kịch rồi. Hiện tại các y bác sĩ đang làm việc. Họ hứa lát nữa sẽ cho người nhà vào thăm. Tự nhiên sao bố lại bị đột quỵ hả mẹ? Mẹ không biết nữa. Bố con đi tiệc tùng đến khuya mới về. Sáng hôm sau mẹ gọi thấy bố con bị xỉu không ngồi dậy được. Đưa vào bệnh viện các bác sĩ nói bố con bị đột quỵ. Ông Hoàng đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng ông bị liệt nửa người và không đi lại được. Bác sĩ nói có thể giữ ông lại bệnh viện để chữa chạy tiếp, hoặc gia đình muốn đem về thì bệnh viện cử bác sĩ xuống thăm khám. Bà Phượng quyết định đón chồng về nhà để tiện chăm sóc. Ông Hoàng phải ngồi trên xe lăn về nhà. Tài bàn với bà Phượng và Ái Lan. Để phục hồi chức năng thần kinh, có lẽ phải châm cứu mới có thể giúp được ít nhiều. Châm cứu tốt đấy, nhưng phải nhờ được ông Tài Thu đến thì mẹ mới yên tâm. Còn sẽ đi mời giáo sư Quang làm cùng viện với ông Tài Thu. Còn đánh giá giáo sư Quang hiện tại giỏi nhất Việt Nam về châm cứu và thủy châm ạ. À. Thế thì còn đi mời ngay đi. Tài được cơ quan ông Hoàng cho mượn một chiếc xe ô tô, hàng ngày tài đến đón giáo sư Quang về châm cứu kết hợp với thủy châm tại nhà cho ông Hoàng. Sau 10 ngày, ông Hoàng chữa chạy. Ông Hoàng đã bắt đầu tập đi. Tài và Văn thay nhau đi báo cáo về những thiết kế mà đoàn công tác ở Algeria đã đóng góp cùng với phía Liên Xô. Ái Lan rảnh rỗi hơn, thỉnh thoảng cô đem cháu Hoài Anh về thăm ông bà nội. Một hôm, nói chuyện cùng với bà Tư, cô hỏi. Hồi mẹ đẻ anh Tài bên Tân Đảo, có cô người Việt Nam nào khác đi đẻ cùng với mẹ không ạ? À? Cô người Việt thì không có, nhưng có một cô người Trung Quốc hay người Nhật Bản gì đó. Cô ấy đi đẻ cùng ngày. Cô ấy cũng đẻ được một thằng con trai mà thằng bé ấy, thằng tài lại giống nhau lắm. Có một điều kỳ lạ là không biết làm sao mà cô ấy lại quen biết với ông Cảnh. Ờ nhưng tại sao tự nhiên con lại hỏi chuyện này tại ở sứ quán con phụ trách về quan hệ với bà con việt kiều hay hỏi thăm về chuyện sinh đẻ ở các nước cho nên con quen miệng hỏi mẹ thôi ạ à. ông cảnh lần gần đây sang tân đảo ông ấy giấu mẹ nhưng hình như chính cô đó làm giấy tờ mời cho ông ấy sang đấy mẹ thấy ông ấy có khá nhiều ảnh Chụp chung với hai mẹ con cô ấy Mẹ có các ảnh đó không Cho con xem với Ông ấy cất ký Ở trong tủ riêng của ông ấy rồi Để hôm nào có dịp Mẹ sẽ lấy một vài ảnh cho con xem Vâng ạ Ái Lan định bế con đi Thì gặp ngay ông Cảnh về Hoài Anh Con chào ông nội đi Con chào bố Chúng con định chiều nay chuyển về nhà ở Khách sạn tốn kém quá bố ạ các con cứ ở khách sạn thêm vài ngày nữa, để bố cho người quét vôi, dọn sạch sẽ, rồi đón các con về sau. vâng ạ. À. ra về, ái lan ấm ức lắm. nhà của mình, chồng mình đổ bao nhiêu mồ hôi công sức, mà ông bố chồng cứ tìm cách chỉ hoãn không cho về là tại sao? ái lan đem chuyện này ra bàn với tài, thì anh lại bênh ông cảnh. anh nói, thì bố anh chu đáo cho quét vôi, dọn dẹp nhà cửa. Sau đó đón mình về, không tốt hơn à. Anh tìm người quá rồi. Ta về nước xin phép, có tất cả chưa đầy một tháng. Mà bây giờ đã hơn 10 ngày rồi. Anh định bao giờ mới chuyển về nhà đây? Mình ở căn hộ này cũng đẹp mà em. Ta chuyển về đấy có mấy ngày rồi lại đi. Có nên không em? Có nên quá chứ. Em muốn xem thái độ của mọi người đối xử với chúng ta ra sao thôi. Anh tính thế này anh có khá nhiều tiền nếu thiếu thì ta đi vay mình mua cái nhà mặt phố cho nó có giá trị em vẫn còn nguyên tiền bán hai container từ nga về dưới dạng vàng đấy anh ạ à. sao em không tiêu em lấy tiền đâu để nuôi con tiết kiệm quá đi thôi mấy cô bán hàng thịt ngoài chợ nhìn thấy em thì chắc phải khóc thét tiền của ông thiếu tá và sau là trung tá tài gửi về nuôi con vẫn thừa rồi thú thật với anh Mới đầu em nhận được một đợt 6 tháng tiền của anh. Em kinh quá, không biết là tiền gì. Xong cứ nhận đại đi, rồi mới nghĩ. Nói dại, hay là tiền tuất Em hoảng quá đi hỏi khắp nơi. Nhưng sau đó hỏi gửi đều hàng tháng, thì em mới đoán là lương của anh. Tốt quá rồi, em nhờ mẹ em đi tìm gấp nhà cho ta nhé. Bà Phượng làm việc này rất nhanh chóng. Chả mấy chốc Hai vợ chồng Ái Lan đã mua được một căn biệt thự trên mặt phố Bùi Thị Xuân, tiền cũng vừa đủ, có dư đôi chút dùng để sửa chữa nhà. Bà Phượng không giữ được bí mật, lại khoe chuyện mua nhà với bà Tư rồi lại đến tai ông Cảnh. Ông Cảnh càng quyết tâm không trả lại cho tài căn nhà trong ngõ Hạo hồi nữa. Ái Lan cứ trách bà Phượng mãi, cổ vẫn tức lắm, nhà của chồng cô mà người ta không trả cô bản cách với chồng, hay mình cho bố mẹ anh một khoản tiền, rồi mời mọi người về nhà đường tàu bay mà ở. Mẹ anh đang bán hàng ở đó không được đâu em ơi. Thế thì mọi người về dưới tàu bay ở, còn mẹ vẫn bán hàng ở ngõ hạ hồi cho ta. Tẻ dưới đó chật hẹp mà nhà anh lại đông người, thế thì ta mất luôn căn nhà ở ngõ hạ hồi à? Mất làm sao được em, nhà sổ đỏ tên anh mà. Đúng là tên anh, nhưng vẫn mất vì anh có bao giờ đuổi được họ đi đâu. Mất với những người tên yêu thì cũng chẳng sao em ạ. À. Ái Lan không biết làm thế nào bây giờ. Ông chồng của cô có những điểm yếu mà không thể nào sửa được. Nhờ giáo sư Quang châm cứu và Thủy châm được gần một tháng và nhờ vào ông con rẻ rất tích cực giúp bố vợ tập đi, ông Hoàng đã bình phục ông hối hận nói với Tài. Bố rất ân hận. Bố mẹ đã làm một số việc không phải đối với con. Con hiểu mà bố, bố cũng không thể làm thế nào khác hơn. Ông bố đã lưu đầy con rẻ sang Bắc Phi. Ái Lan xen vào. Em cứ nói linh tinh, anh được giao nhiệm vụ mà anh thích làm, hợp với khả năng của anh. mày lại có ích cho quốc gia. Anh luôn nghĩ tốt cho mọi người, luôn lo cho lợi ích quốc gia nhưng anh có biết em cực khổ thế nào để tìm ra được anh không thôi được rồi bố xin lỗi hai con bố cảm ơn tài đã giúp bố khỏi bệnh tài cũng giúp bố hiểu được rằng khi tuyển cán bộ trước tiên nếu mà nhìn vào lý lịch là sai nhưng việc các con cần làm ngay là đi đăng ký kết hôn vâng ạ Chắc giờ bố hài lòng về ông con rể rồi nhé. Trung tá quân đội, đảng viên, lập nhiều thành tích. Ái Lan nói như trách ông bố. Bố biết mình sai rồi. Còn hãy cùng mẹ tổ chức một buổi liên hoan, giả mắt họ hàng thật trang trọng nhé. Dạ vâng. Một buổi liên hoan long trọng được tổ chức như muốn xóa đi mọi u phiền của quá khứ. Tài và Ái Lan đi đăng ký kết hôn chính thức là vợ chồng. Họ đã làm được nhiều việc hữu ích như mua được nhà mặt phố, báo cáo đạt được những thành tích khoa học và niềm vui lớn nhất là họ được cậu con trai Hoài Anh vừa kháu khỉnh lại vừa thông minh. Hôm nay, vợ chồng tài còn nhiệm vụ cuối cùng nữa là gặp tướng chung rồi mới bay sang Bắc Phi. Các bạn vừa nghe xong 3 phần ngoại truyện của truyện dài Những đôi cánh thiên thần. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Mời quý vị và các bạn bấm đăng ký kênh Truyện làng quê và bật thông báo để theo dõi tiếp những phần ngoại truyện của bộ truyện dài Những đôi cánh thiên thần. Thân ái, chào tạm biệt.